Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã được ban hành và thực hiện được 5 năm. Từ khi nghị định này có hiệu lực cho đến nay, thị trường xăng dầu trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh doanh xăng dầu đã cơ bản vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Giá xăng dầu trong nước được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều hành linh hoạt, kịp thời, đảm bảo hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật. Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị các đại biểu nghiên cứu và có ý kiến góp ý xác đáng nhằm phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng một thị trường kinh doanh xăng dầu minh bạch, lành mạnh, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước đối với thị trường hàng hóa nói chung và thị trường mặt hàng xăng dầu nói riêng. Từ ý kiến góp ý của rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trưởng ban soạn thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 83 cùng các thành viên ban soạn thảo đã thẳng thắn trao đổi, phản biện các ý kiến, đồng thời khẳng định ban soạn thảo sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để tiếp thu hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo sự đồng thuận của đông đảo doanh nghiệp và người dân.